mảnh gỗ cứu Rose trong Titanic được bán 718.750 đô la Mỹ. Tấm ván gỗ trong phim Titanic giá hơn 700.000 đô la Mỹ thuộc bộ sưu tập đạo cụ đấu giá ở sự kiện Treasure from Planet Hollywood. Sau hơn 26 năm, Rose, Kate Winslet và Jack Leonardo DiCaprio giờ ra sao? Theo The Hollywood Reporter ngày 25 tháng 3, công ty Heritage Occultion tổ chức đấu giá các món đồ mang tính biểu tượng của loạt phim điện ảnh ăn khách. Tấm ván gỗ trong Titanic 1997 vượt qua roi da của Indiana Jones trong Temple of Doom 1984 và cây rìu của The Shining 1980 là đạo cụ được đấu giá cao nhất. Ban tổ chức lưu ý mảnh gỗ không phải cánh cửa trọn vẹn mà chỉ là phần trên của cửa phòng chờ khoan hạng nhất. Trước đó, chi tiết chỉ có Rose sống sót nhờ nằm trên tấm gỗ ở cuối phim từng gây tranh cãi. Khán giả cho rằng cánh cửa có thể chịu sức nặng hai người nên Jack có thể sống tiếp nếu leo lên cùng người yêu. Đạo diễn Titanic James Cameron đã làm thí nghiệm kiểm tra khả năng trên với các nhà khoa học và diễn viên đóng thế nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt phim. Ông kết luận Jack có thể sống nhưng cả hai phải đối mặt nhiều rủi ro. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không muốn làm bất kỳ điều gì khiến người yêu gặp nguy hiểm. Điều đó phù hợp 100% tính cách của nhân vật, ông nói. Ngoài ra, chiếc váy voan của Rose mặc cuối phim được bán với giá 125.000 USD. Ban tổ chức cũng công bố giá của một số đạo cụ khác. Titanic 1997 do James Cameron đạo diễn, xoay quanh tình yêu của tiểu thư Rose DeWitt Bucater, Kate Winslet đóng, và chàng Jack Dawson, Leonardo DiCaprio, một trong những chuyện tình ấn tượng nhất màn ảnh. Rose bị mẹ ép cưới một quý tộc. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi kể từ khi cô gặp họa sĩ nghèo Jack trên chuyến tàu định mệnh. Họ yêu nhau bất chấp khoảng cách địa vị và sự ngăn cấm của nhiều người. Tác phẩm phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành phim ăn khách thứ tư mọi thời. Cảnh Jack nhường Rose tấm ván gỗ, mặt bản thân dần chết trong biển lạnh trở thành một trong những khoảnh khắc hay nhất phim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.